vô ngay cầu Mỹ Thuận vô cổ lịch nha, tại mình không có cây chống rung coi đỡ gì chậm, đường này vô cổ lịch nè. Bên hông là đó cái cầu Mỹ Thuận đó các bạn, cầu Mỹ Thuận đang đổ dốc này phía bên cái bè, cái này thuộc quyện cái bè này đó, cầu Mỹ Thuận đổ dốc đó, cầu Mỹ Thuận đổ dốc nha, cầu Mỹ Thuận đổ dốc đó, cái này vô cổ lịch sẵn đi công chuyện rồi quay luôn. Mình vô Quốc Thịnh có bán gạo nha, 0949063570, ô cái đẹp, cái đẹp chỗ vòng dữ ta. Đường này vô cổ lịch, nó thuộc Bắc Bển nè, đó vô cổ lịch nha, cái này nè, nằm gần cầu Mỹ Thuận nha các bạn. Lòn qua bên kia là mình đi về bên kia được. Còn đây là xã nông thôn mới đó. Đây là đường dọc sông Tiền. Cái này vô cổ lịch, gọi là đường cổ lịch. Đó. Đường quê bây giờ nó làm lại cũng ngon lành ha. Sẵn cho các bạn coi luôn, chạy chậm chậm bởi vì có chạy đồ. Đó. Này mận ăn phước quá đó, đường quê đó nha các bạn, nó mới chán là năm rồi à. Mấy năm trước thì nó cũng còn bụi lắm, đá bụi không. Cái này thuộc huyện Cái Bè rồi nha, ok, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đó, đó mình quay cho các bạn coi trời. Đường vô cổ lịch còn xa nữa mà tại mình đi cũng gần tới công chuyện của mình đó, nó còn xa chỏng mà tại mình đi công chuyện đó. Đường vô cổ lịch nha các bạn, chắc này cũng năm mấy, ngày 15 tây tháng 5 đó, thì mình cũng có cây xăng đó nha các bạn đó, cũng thuận tiện lắm. Nông thôn bây giờ nó cũng phát triển nhưng mà cái việc làm nó ít tiền quá, ít tiền đó, đó lục bình này nha các bạn, quá trời nha, ta xịt đó. Cho nên quay cho các bạn coi đường nông thôn bây giờ nó cũng phát triển nhưng cái đồng tiền làm ra không có nhiều, người ta thường thường ta đi lơi khu nghiệp ta làm nhiều đó. Đó. Chuối quá trời chuối luôn ha các bạn, chuối hai bên bờ nè ha, có coi bị mình không có cây symbol để mình gom gom tiền, mình không có tiền để từ từ mua. Dù có Thịnh có bán gạo nha, có ai mua ủng hộ thì mình 0949063570. Chuối sim quá trời chuối sim đó, 0949063570 đó. Mình đi sẵn đi công chuyện rồi mình quay cho các bạn coi, mình không có cây symbol cho nên nó hơi lắc. Còn thuốc ở trong nữa mình chưa có đi, bị mình đi công chuyện đó. Đó cái đường quê bây giờ nó láng này đó, giờ cũng có quán xá tùm lum ha, đó cái vú sữa nè, cái này cái vú sữa đó, cái vú sữa đó, đường quê ha, quay cho nó mấy cái người xa quê. Cái này thuộc huyện Cái Bè nha, huyện Cái Bè. Cái hướng này nãy là ngay cầu Mỹ Thuận chạy vô, hay gọi là cổ lịch đó. Thôi mình ai có mua gạo thì mua giùm mình 0949063570. Rồi, xin kết thúc nha.